con nghe nè. Hả? Thôi không được rồi, giờ tôi đang bận lắm, đang chuẩn bị đi giặt đồ nè. Thôi, tốn điện. Tôi giặt tay được rồi, với lại mấy cái đồ này giảm mềm không à, tôi bỏ vô máy giặt là nó hư hết. Gì? Inverter gì? À, máy giặt inverter hả? Nhưng quan trọng là tôi không biết nó là cái gì nè, có khác gì máy giặt thường không? Gì ghê vậy? Có thiệt không đó chú? Rồi, ok, chốt nha. Hi, xin chào các bạn. Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua ít nhất một lần về công nghệ tiết kiệm điện năng trên máy giặt rồi đúng không? Rồi inverter này, inverter kia của từng hãng đó lại khác nhau nữa. Vậy công nghệ inverter là gì mà lại giúp mình tiết kiệm điện và nước? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giải thích rõ ràng cho các bạn. Nhưng để hiểu được vấn đề này thì trước tiên các bạn phải nắm được nguyên lý hoạt động của máy giặt. Do đó bây giờ mình sẽ tóm tắt các bước hoạt động của máy giặt ngắn gọn như sau. Đầu tiên, nước sẽ được dẫn vào lòng giặt nhờ van cấp nước. Tiếp đó, motor sẽ hoạt động làm cho trục quay quay nhờ vào các dây truyền động. Quần áo sẽ được quay đảo trong hỗn hợp chất tẩy. Lúc này, quần áo sẽ được ma sát với nhau làm cho các vết bẩn được loại bỏ khỏi sợi vải. Sau đó thì lòng máy giặt sẽ xoay vắt nước quần áo sau khi giặt xả xong. Hệ thống bơm sẽ làm công việc xả nước ra ngoài. Vậy công nghệ inverter trên máy giặt là gì? Hiểu một cách đơn giản, công nghệ inverter trên máy giặt là công nghệ giúp cho máy giặt hoạt động tiết kiệm năng lượng hơn. Nhưng mà cụ thể ra sao thì tùy vào từng hãng sản xuất nữa, họ sẽ có cách nghiên cứu và lập trình một bộ vi xử lý đặc biệt vào bảng điều khiển của máy giặt. Đồng thời, họ cũng sẽ nâng cấp động cơ máy giặt tương thích với bộ vi xử lý đó thì mới áp dụng được công nghệ inverter. Nếu như thiếu một trong hai thì điều đó là không thể được. Bộ vi xử lý này cho phép điều chỉnh một cách dễ dàng các vòng quay của máy giặt, lựa chọn được chế độ giặt giũ thích hợp nhất, giúp máy hoạt động hiệu quả hơn, tẩy sạch hơn. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng bộ vi xử lý của máy giặt giống như là bộ não của con người vậy đó. Bộ não sẽ truyền tín hiệu để chúng ta điều tiết được sức lực hợp lý cho từng hoạt động trong ngày. Chứ nếu hoạt động nào chúng ta cũng làm hết sức, bung hết cỡ thì mình sẽ nhanh đuối sức mà đôi khi lại còn không hiệu quả nữa. Như vậy, áp dụng công nghệ inverter trên máy giặt á thì sẽ mang lại nhiều lợi ích mà lợi ích vượt trội cho người tiêu dùng luôn. Đầu tiên phải nhắc đến là khả năng tiết kiệm điện và nước. Nhờ vi xử lý đó mà máy có thể điều chỉnh vòng quay động cơ tùy theo điều kiện để sử dụng công suất và lượng nước phù hợp. Từ đó giúp mình tiết kiệm được lượng nước tiêu thụ và tiết kiệm điện lên đến 30-50% so với loại máy giặt thường. Tiếp theo là cũng nhờ vào động cơ, được nhà sản xuất lập trình tốc độ quay phù hợp theo từng chế độ giai đoạn giặt. Vì vậy mà máy hoạt động êm và bền bỉ hơn, hạn chế được tiếng ồn. Điều này sẽ đỡ làm phiền chúng ta hơn vào những lúc đang làm việc, học tập hay là đang nghỉ ngơi. Thứ ba là máy giặt inverter có thời gian bảo hành động cơ lên đến 10 năm, giúp cho các bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Và bây giờ để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về công nghệ inverter áp dụng như thế nào ở các hãng thì mình có chuẩn bị video minh họa cho các bạn xem. Đầu tiên là nhà LG với Smart Inverter. Bằng cách sử dụng rotor 500 vịnh cũ, hãng đã giảm thiểu việc ma sát làm tăng hiệu quả năng lượng cũng như giảm được tiếng ồn khi hoạt động. Công nghệ Turbo Brum cho phép cả lòng giặt và mâm giặt quay theo hướng ngược nhau, tạo hiệu quả giặt sạch hơn cho từng loại vải, hạn chế quần áo bị rối vào nhau. Tiếp theo là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, Samsung, với công nghệ là Digital Inverter. Khác với các dòng máy giặt thông thường sử dụng động cơ dẫn động gián tiếp thì công nghệ Digital Inverter được tích hợp trên các dòng máy giặt của Samsung lại có động cơ dẫn động trực tiếp. Theo đó, motor dẫn động sẽ được gắn thẳng vào mâm máy giặt và không có dây đai truyền động. Chính vì vậy mà các dòng máy giặt có sử dụng công nghệ Digital Inverter sẽ mang đến hiệu suất hoạt động tốt hơn so với các thiết bị giặt thông thường không có inverter. Còn hãng Panasonic cũng có công nghệ inverter riêng cho máy giặt của mình, đó chính là TD Inverter. Động cơ TD Inverter cải tiến của Panasonic được điều khiển bởi động cơ và bộ truyền chuyển động thế hệ mới. Theo đó, hộp số truyền tải chuyển đổi hiệu quả tốc độ thành công suất với tỷ lệ chuyển đổi là 1:6, giúp tạo ra luồng xoáy nước mạnh mẽ, góp phần vào việc đánh bay vết bẩn một cách dễ dàng. Đồng thời, động cơ này còn mang lại khả năng tiết kiệm điện và khả năng vận hành êm ái trong suốt quá trình giặt. Cuộc chạy đua về công nghệ chưa bao giờ là kết thúc. Ngoài những hãng mình vừa kể trên thì còn có rất nhiều những hãng khác với công nghệ inverter không hề kém cạnh. Chẳng hạn như là Real Inverter của Toshiba, DD Inverter của Aqua, Eco Inverter từ Electrolux và còn nhiều hãng khác nữa, vân vân và may may luôn. Nói tóm lại, inverter trên máy giặt là công nghệ được các hãng trang bị nhằm tiết kiệm năng lượng cũng như là giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động, hướng đến lợi ích người dùng nhiều hơn. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Và nếu như các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì về công nghệ inverter máy giặt thì đừng ngại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Trước khi rời video, các bạn cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.